Tôi có một thói quen, những lúc buồn sẽ viết một status trên Facebook rồi để chế độ chỉ riêng mình. Đơn giản chỉ muốn nói ra cho thỏa lòng nhưng lại không muốn ai biết. Đôi khi tôi tự tạo vỏ bọc vui vẻ để bảo vệ nhân bản cô đơn của mình. Mọi người có thể thấy tôi luôn vui, luôn mạnh mẽ, nhưng rất ít người có thể thấy những lúc tôi trở về thật sự là tôi, cô đơn trong chính sự cô đơn của mình. Tôi thường thích giấu những tâm sự cho riêng mình. Tình cảm cũng vậy. Đã có những người tôi từng đặt rất nhiều yêu thương, nhưng lại sợ một ngày nào đó tất cả chia xa. Cho nên tôi quyết định ích kỷ giữ lấy cho riêng mình. Thương một mình, cất giấu một mình, và đau khổ cũng chỉ một mình. Hôm nay Facebook Memory lại nhắc về một status ngày xa xưa cũ ấy. Một đoạn thư tôi viết cho người, nhưng rồi cũng chỉ có mình tôi đọc nó. Hôm nay tôi cũng gửi nó đến mọi người như một cách để trải lòng mình ra sau bao nhiêu năm chôn giấu. Gửi người. Suốt những năm tháng ấy, cái thời gian tôi gọi là thanh xuân, là những khi gặp cậu mỗi ngày. Đôi lúc chẳng nói gì với nhau, chỉ đơn giản thỉnh thoảng hình bóng cậu cắt ngang ánh nhìn của tớ. Giữa hàng vạn thanh âm, chỉ cần cậu cất lời thì dù không gian có ồn đến đâu tớ vẫn nhận ra tiếng cậu. Chỉ cần cậu đi phía sau thì dù cậu đi nhẹ đến mấy, tớ vẫn cảm nhận được một sự lay động đang đến rất gần. Cậu xuất hiện trong thanh xuân và ở lại cùng tớ, nhẹ như gió, thoáng như hương hoa và say đắm suốt cả cuộc đời. Chưa một lần nào tớ nói tớ thương cậu, chưa một lần nào tớ nói tớ thích cậu. Chỉ vì tớ sợ, sợ nói ra cậu sẽ e dè và giữ khoảng cách với tớ. Hoặc giả dụ cậu cũng thích tớ thì liệu khoảng thời gian từ đó đến cuối đời có chắc tình cảm sẽ bền lâu. Nên tớ chọn cách im lặng đi bên đời cậu, như lá bên hồ, như gió cuốn trên sông. Nhưng chưa bao giờ tim tớ không tồn tại hình ảnh cậu. Đó là một tình cảm đặc biệt, muốn cả thế giới này biết nhưng lại không muốn cậu biết. Thà cứ để trong lòng thì tình cảm sẽ đẹp và vẹn tròn mãi mãi. Thứ tình cảm mà tớ nghĩ chẳng thể nào viên mãn được. Nó cứ nửa chơi vơi, không phân định được và hoàn toàn không có định nghĩa nào có thể định danh được nó. Tình yêu ư? Nó không nồng cháy và ích kỷ như tình yêu. Tình bạn? Nó không đơn thuần như một tình bạn. Có một chút gì đó thanh khiết giữa tình bạn, có chút gì đó mãnh liệt của tình yêu, chút gì đó gần gũi như tình thân. Đôi lúc tớ tự hỏi mình nên gọi cậu là gì? Người yêu, bạn thân hay người quen? Tất cả đều không phù hợp. Chỉ có một từ duy nhất có khả năng làm vừa lòng tớ. Người thương. Một danh từ định danh chơi vơi mà đủ đầy những dư vị trong tim. Trước đây, bây giờ hay mãi mãi về sau, tớ vẫn giữ riêng mình tình cảm đó. Chỉ vì tớ muốn giữ lại vị ngọt của thanh xuân được kết tinh từ tất cả cung bậc của cảm xúc. Tớ sẽ thương cậu hơn một chữ thương và cũng chỉ trong một chữ thương. Cậu là thanh xuân, là kỷ niệm, là những gì thuộc về quá khứ mà tớ muốn nhắc mãi sau này. Viết cho cậu một khoảng trời thanh xuân, viết cho tôi một đoạn đời kỷ niệm. Bến Tre, mùng 7 tháng 7 năm 2016. Dự án cộng đồng Thanh âm cảm xúc.